Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 90 năm của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, lúc bây giờ, nhiều tam thần cảnh đại vô, tề tụ cùng một chỗ như vậy, có thể thấy, lần này Thái Tử Sơ đã hạ nhiều tiền vốn, tính toán nhân cơ hội này, mà dẫn Diệp Húc ra khỏi Hoàng Tuyển Ma Tông, hoàn toàn mà giết hắn, cướp đi kho báu của Tây Hoàng. Diệp Thiếu Báo, không dám tự mình tiến tới hay sao? Thật không ngờ, lại phá các ngươi tới chịu chết như vậy. Một tên cường giả thế hệ trước của Quy Tàng Môn bước ra ngoài, nhìn bốn người Viên Thiên Công, lạnh lùng mà nói. Chu Thế Văn và Phương Thần bị khí thế của hắn ép cho không nói ra lời. Chỉ thấy Lão Bạch Viên bên cạnh lệ khiếu một tiếng, xoay người dựng lên, đột nhiên hiện ra nguyên hình. Hắn chính là một bạo viên cao tới hơn trăm trượng, trong tay cầm một đồng trụ dài hơn trăm trượng, phía trên quấn đầy xích sắt, rầm rầm rung động. Viên Thiên Công tay rung lên, đồng trụ ầm ầm nện xuống lão giả kia, nhe răng cười độc ác mà nói: "Lắm lời vô nghĩa, chết đi cho ta." Đồng trụ tăng vọt trên không trung, phát sáng chói mắt, một bổng nện xuống, chấn cho thiên địa rung động. Lão giả kia giận dữ quát lên một tiếng, điểm như nói: "Một con mạt hầu cũng dám dừng ngoài trước cửa Quy Tàng Môn ta sao?" Hắn tới khởi một kiện thuần dương chi bảo, tính toán đỡ mục kích này của Viên Thiên Công. Đột nhiên chỉ thấy trên đồng trụ xuất hiện hỏa tiêu thật lớn, tràn ngập năm minh ly hỏa. Cây xích sắt trên đồng trụ lần nữa ầm ầm bay lên, đánh nát thuần dương chi bảo của hắn. Đồng trụ không hề bị áp chế chút nào cả. Một kích này đập nát thân thể của đại vua tam thần kỳ, nguyên thần cũng bị đánh cho dập nát. "Đình môn chủ, Quy Tàng Môn của ngươi không được rồi, còn không đối phó nổi đầu bạo viên này, không bằng để cho tướng sĩ đại tần ta ra tay đi thôi, để cho chúng ta diệt sát nó." Một võ tướng phía sau Thái Tử Sơ cười ha hả, hào khí bắn ra bốn phía, sang sảng mà nói. Đinh Phóng hừ lại một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, thản nhiên nói với hai lão giả ở phía sau: "Lý Mộc Thiết sư huynh, Hoa Lệ sư huynh, các người ra tay diệt sát đầu bội viên này đi." Hai người này địa vị cực cao, hiển nhiên là tồn tại bên trong Quy Tàng Môn gần như Đinh Phóng. Tiếng trả lời vang lên, hắn lập tức dựng thân nhảy lên, nhất tề hướng tới Viên Thiên Công mà oanh tới. Phía sau lưng của Lý Mộc Thiết xuất hiện một con rết to lớn, phía sau Hoa Lê thì xuất hiện một con hổ văn cự mãng. Đây là nguyên thần của hai người. Đột nhiên hai đại nguyên thần đều nhập vào trong cơ thể của hai người. Khi thấy hai người đột nhiên tăng vọt, đạt tới trình độ có thể so sánh với Viên Thiên Công. Vù vù vù. Hai người nhất tề ra tay, đều tự tế khởi một kiện bảo vật. Chỉ thấy Lý Mộc Thiết tế ra bảo vật là một vòng mặt trời chói chang, trong đó không ngờ có một nguyên thần hỏa nha sáu cánh. Hoa Lê tế khởi một vòng trăng sáng, bên trong có một nguyên thần ngọc thiềm. Hai kiện nguyên thần chi bảo này uy năng rất lớn, rõ ràng còn mạnh mẽ hơn cả xích sắt đồng trụ trong tay Viên Thiên Công. Hỏa nha tức là quạn lửa, còn ngọc thiềm tức là con cóc. Lý Huyền Quy bước ra phía trước, hóa thành một đầu rùa lớn màu đen. Viên Thiên Công đứng lên lưng rùa, hai đại yêu vương hợp lực tế khởi nguyên thần chi bảo của mình, chống lại hai cường giả tam thần cảnh hợp thể kỳ. Viên Thiên Công may mắn một chút, vì hắn dù sao cũng là cường giả hợp thể kỳ, mà Lý Huyền Quy chỉ còn lại nguyên thần, thực lực cũng không đủ. Hai đại yêu vương này tràn ngập nguy cơ. Viên Thiên Công thường thường phun ra một đạo kim tinh khí, ngưng là bị Lý Thiết Mộc và Hoa Lê tránh né được cả. Trước cửa đại điện, không ngờ có hơn 10 danh đệ tử Quy Tàng Môn lao lên hướng tới hai người Chu Thế Văn và Phương Thần. Đinh Phóng thấy thế lộ ra vẻ mỉm cười mà nói: "Điện hạ, ngươi xem thực lực của Quy Tàng Môn ta thế nào?" "Quy Tàng Môn không hổ là danh đại phái, thực lực đích xác rất hùng hậu." Thái Tử Sơ cười ha hà nói:
Chỉ cần giết chết Diệp Thiếu Bảo, đoạt được Nam Thiên Môn, kho báu Tây Hoàng tự nhiên có một phần của các ngươi. Đinh Phóng ánh mắt chớp động cười nói: Diệp Thiếu Bảo tuy danh tiếng vang xa, nhưng trong mắt Đinh Mỗ, người này cũng không phải là hạng ba đầu sáu tay gì cả, không cần điện hạ phải ra tay. Đinh Mỗ một người có thể bắt giữ được hắn, đoạt Nam Thiên Môn dâng cho Thái tử điện hạ. Hạ Tùng Giang hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt của Đinh Phóng cất qua như điện, âm thanh lạnh lùng mà nói: Hạ tiên sinh có ý kiến gì chăng? Đại vua tam tướng cảnh thực lực khủng bố thế nào đây? Ánh mắt của hắn quét tới, Hạ Tùng Giang thậm chí cảm giác được làn da truyền tới đau đớn, giống như có hàng vạn kim châm đâm thẳng vào khứ huyệt của mình, nguyên thần dục dịch. Người trẻ tuổi ngồi bên cạnh hắn đột nhiên mở hai mắt nhìn lại Đinh Phóng, ánh mắt hai người gặp nhau trên không trung lập tức nhấc lên một cỗ cuồng phong. Đinh Phóng trong lòng dùng mình, thu hồi ánh mắt, thất kinh mà nghĩ: Hạ gia thiên tài quả nhiên là danh bất hư truyền, Hạ Đông Đường thực lực sâu không lường được. Nghe nói tu vi của người này vừa mới tới tam thần cảnh thôi, khí thế đã đủ chống lại được ta rồi. Hạ Tùng Giang không bị ánh mắt áp bách nữa, nhẹ nhàng thở ra, hắn cười lạnh nói: Khổ báu Tề Hoàng, Hạ gia tự nhiên cũng muốn một thành. Đông Hoàng gia ta không có hứng thú với các bảo vật khác. Đông Hoàng Mục mở miệng thản nhiên nói: Tuy nhiên thượng cố một vị tổ tiên nhà ta muốn lấy mẹ của Tây Hoàng tặng một kiện vu báo làm sinh lễ. Mẹ của Tây Hoàng dã tâm bừng bừng, muốn xoán quyền thiên vị, nắm giữ thiên cương, sau bị tổ tiên của ta trục xuất, nhưng kiện bảo vật kia vẫn chưa thu hồi lại được. Tây Hoàng chính là con trai của bà ta, kho báu của bà ta hẳn là có kiện vu báo của Đông Hoàng gia ta. Cái vu báo này là vật của tổ tiên ta, ta phải thu hồi. Mọi người dùng mình cẩn thận suy tư. Đông Hoàng gia tổ tiên tất nhiên từng là Hạo Thiên Đại Đế, cái gọi là mặt trời ban trưa chính là chỉ người này. Thậm chí ngay cả Thái tử Sơ cũng rất động tâm. Hạo Thiên Đại Đế cưới mẹ của Tây Hoàng, hắn tặng lễ vật tất nhiên không phải vật phàm, thậm chí có khả năng là một kiện cấm bảo. Đây là đồ của Đông Hoàng gia, chư vị có động tâm tư cũng đừng trách ta vô tình. Đông Hoàng Mục nhìn chung quanh một vòng, hạ giọng mà nói. Thái tử Sơ cười ha hả: Đông Hoàng huynh yên tâm, chỉ cần giết chết Diệp Thiếu Bảo, bảo vật trong kho báu Tây Hoàng tùy ngươi chọn một. Chúng ta chỉ lấy phần nhỏ, còn đâu là về Thái tử điện hạ hết cả. Mọi người đều cảm thấy mỹ mãn, đều cười nói. Thái tử Sơ cũng thỏa mãn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hai đại yêu vương Viên Thiên Công và Lý Huyền Quy thương tích đầy người, mà Chu Thế Văn và Phương Thần hai người cũng bị đánh ra rất nhiều vết thương, bất kỳ lúc nào cũng có thể chết đi, không khỏi cười nói: Giết mấy người này, ta không tin Diệp Thiếu Bảo sẽ không xuất hiện. Mời bảo bối mở mắt. Đột nhiên lúc này Chu Thế Văn đột nhiên hét, xoẹt một tiếng, mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, hai đạo bạch quang từ trong tử phủ mi tâm bắn ra, xoẹt một tiếng nữa làm cho hơn 10 đệ tử vây công hai người bọn họ đều bị bốc hơi. Tiếp theo là một cái đầu lớn từ trong tử phủ của hắn chui ra, hai đạo bạch quang như trụ cắt ngang qua Lý Mộc Thiết cùng Hoa Lê, lập tức chém giết hai đại phu hợp thời kỳ này ngay tại chỗ. Cái đầu trắng như tuyết này quay một vòng, chỉ thấy nơi mà bạch quang chỉ tới, đỉnh núi bị cắt ngang một đoạn, từng tòa núi lớn nằm bầm sụp đổ, Lạc Nhạn Sơn mấy trăm dặm không ngờ bị san thành đất bằng. Chu Thế Văn và Phương Thần không khỏi ngẩn ngơ, cái đầu lớn này chỉ có quay một vòng, không ngờ đã san bằng Lạc Nhạn Sơn. Chu Thế Văn lẩm bẩm nói: Đạo vũ pháp này thực sự là quá dũng mãnh rồi. Diệp Thiếu Bảo. Đám người Thái tử Sơ, Hạ Tùng Giang, Đinh Phóng nhất tề đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cái đầu trắng như tuyết kia, sắc mặt âm tình bất định, vội vàng nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Diệp Húc. Đinh Phóng khiếp sợ vạn phần, nhìn bốn phía xung quanh, chỉ thấy cơ nghiệp vạn năm của Quy Tàng Môn không ngờ bị thần quang trong mắt cái đầu này phá hủy. Vô số linh sơn bị chém ngang, tay chân của hắn không khỏi run rẩy, khổ sở gần như hộc máu, gần như nổi điên. Khốn kiếp, gia nghiệp trên vạn năm của Quy Tàng Môn ta, không biết bao nhiêu thế hệ khổ cực mới bảo dưỡng được linh sơn. Hắn phẫn nộ tới cực điểm, đột nhiên hét lớn: Các đệ tử nghe lệnh, đem già trẻ lớn bé ngũ độc giáo giết sạch, không lưu lại một ai. Rất nhiều đệ tử của Quy Tàng Môn đều nắm giữ một đệ tử ngũ độc giáo, đang muốn động thủ, đột nhiên chỉ thấy từng đạo ánh sáng mờ từ phía đông bay tới, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một tòa Liên Hoa Bảo Sơn đang lăng không mà tới, huyền phù bên trên Quy Tàng Môn lập tức xuất hiện khí tức trầm trọng áp thẳng xuống. Vù 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 vù. Diệp Húc rốt cuộc cũng tới nơi, ngồi phía trên Liên Hoa Bảo Sơn, lấy tay chụp xuống.
những đệ tử Ngũ Độc Giáo bị bắt giữ không tự chủ được mà bay lên, rơi thẳng vào bên trong Liên Hoa Bảo Sơn. Thậm chí ngay cả Chu Thi Văn, Phương Thần, Viên Thiên Công cũng bị bắt lên. Diệp Thiếu Báo, rốt cuộc người cũng tới. Thái Tử Sơ tin tưởng Bạo Tăng, không thèm ngăn trở hắn cứu người, cất tiếng cười to mà nói: xem ra người cũng có nhược điểm, mà người có nhược điểm là một người chết kìa. Thái Tử Sơ, người có tội người có biết không? Các người hết thảy đều có tội cả. Diệp Húc nhìn xuống mọi người, mỉm cười mà nói: hôm nay ta tới diệt môn. Sao? Diệt môn sao? Đinh Phóng cười thất thanh nói: nhiều cao thủ như vậy ở đây, ngươi còn dám nói diệt môn, diệt mãn môn Quy Tàng môn ta sao? Được, Đinh Mỗ muốn nhìn xem ngươi diệt môn như thế nào. Diệp Húc khẽ mỉm cười, tay to xuất hiện, bắt lấy một tấm bia đá cao hơn vạn trượng, chậm rãi từ trên tầng mây hạ thẳng xuống, ầm ầm dựng thẳng trước đại điện của Quy Tàng môn, làm cho cung điện to lớn này lay động không ngừng. Chỉ thấy trên tấm bia đá này một chữ tội máu me đầm đìa, lè lè lóa mắt, tản mắt ra uy năng vô cùng khủng bố. Mọi người trong lúc hoảng hốt dường như nghe thấy những thanh âm vang lên bên trong đầu: tội nhân, các người có tội, tội nhân, các người có tội. Dầm một tiếng, mấy ngàn người hết thảy quỳ xuống, sắc mặt sợ hãi mà nói: ta có tội. Dầm dầm, một đệ tử Quy Tàng môn tự nổ chân nguyên tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đột nhiên là có người huy kiếm tự sát, từng đệ tử một tự sát. Trong chớp mắt, Quy Tàng môn máu chảy thành sông, các đệ tử đều chết cả, lưu lại một đống thi thể, chỉ còn có cao thủ tam thần cảnh là đau khổ chống đỡ mà thôi. Quy Tàng môn cứ như vậy mà diệt môn. Diệp Húc thậm chí căn bản chưa từng động thủ. Một tòa thiên tội bia hạ xuống, thiên đế viết ra chữ tội trên hoàng trụ, liền diệt toàn bộ Quy Tàng môn, mấy ngàn danh vô sĩ tự sát mà chết. Hắn vừa mới xuất hiện liền làm cho Thái Tử Sơ, Đinh Phóng một cái tát vô cùng trầm trọng. Nhất là Đinh Phóng, hai mắt tối sầm lại, gần như chết ngất. Quy Tàng môn truyền thừa vạn năm, trong vạn năm này từng bước một đi lên hưng thịnh, trở thành ma đạo đại phái, gần với tam cung lục phái. Mấy ngàn đệ tử cao thủ săn sát, gia nghiệp lớn như vậy, hiện giờ hết thảy bị hủy trong tay của hắn. Trong lòng hắn lúc này thậm chí còn có một cảm giác hối hận, hối hận đã đắc tội với sát thần Diệp Phúc này. Nếu không như vậy sẽ không chịu thảm họa diệt môn cho Quy Tàng môn. Tuy nhiên chuyện tới nước này hắn cũng không thể vãn hồi được nữa. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó là phải giết, giết chết Diệp Húc, báo thù cho mấy ngàn đệ tử Quy Tàng môn. Thiên tội bia vẫn dựng đứng ở đó, tản mát ra uy năng thiên đế vô cùng vô tận, khí thế áp chế, thậm chí ngay cả nhiều đại vua tam thần cảnh cũng chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác tội ác. Nếu không phải tu vi bọn họ thâm hậu, trải qua tu luyện sinh tử, gần như cũng muốn quỳ gối tại chỗ, cúi đầu đợi chết. Các ngươi không phải nói ta không dám diệt môn các ngươi hay sao? Ta liền diệt mãn môn các ngươi, hơn nữa làm ngay trước mắt các ngươi, trước mặt các ngươi, mai táng hết thảy mấy ngàn đệ tử Quy Tàng môn các ngươi. Diệp Phúc vẫn ngồi ngay ngắn bên trong Liên Hoa Bảo Sơn, giống như một pho tượng thần minh, một đầu bạch viên và hắc quy lơ lửng phía sau lưng của hắn. Hắn cười lạnh nói: Ngũ Độc Giáo chủ chính là người ta mình sinh tôn quý nhất, các ngươi giết hắn, thù hận giữa chúng ta không thể vãn hồi một chút nào cả. Thái Tử Sơ, Đình Phóng, Hạ Tùng Giang. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, dừng lại ở trên người của Đông Hoàng Mục, nao nao điểm như nói: hóa ra còn có Đông Hoàng tướng quân ở đây, ngay cả Đông Hoàng gia cũng muốn đối nghịch với ta phải không? Hay, rất hay, hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết ở nơi này. Lệ giáo chủ ở dưới suối vàng có biết bao nhiêu cao thủ như vậy chôn cùng với hắn, trong lòng nhất định sẽ rất cao hứng đấy. Hắn cười ha hả, làm cho người ta cảm giác tà ác vô cùng, làm cho người ta không rét mà run. Đông Hoàng Mục dường như không chịu ảnh hưởng của thiên tội bia chút nào, thản nhiên nói: Diệp huynh đừng hiểu lầm, ta lần này tới đây không phải là địch với ngươi, chỉ là muốn lấy lại một kiện bảo vật của Đông Hoàng gia chúng ta. Chỉ cần ngươi mở Nam Thiên Môn để cho ta tiến vào thu hồi lại kiện bảo vật kia của Đông Hoàng gia, ta lập tức xoay người rời khỏi đây, tuyệt không là địch với ngươi. Thái Tử Sơ sắc mặt khẽ biến, trong lòng thầm giận. Tuy nhiên Đông Hoàng Mục chính là thiên tài Đông Hoàng gia, địa vị cao cả, được xưng là kỳ tài vạn năm của Đông Hoàng gia. Hắn mặc dù nhậm chức ở Đại Tần triều nhưng địa vị lại cực cao, vào triều yết kiến hoàng đế cũng không cần phải quỳ lạy, thậm chí ngay cả Tần Hoàng khi nói chuyện cùng với hắn cũng đều phải nói một chữ mời. Hơn nữa Thái Dương Thần Cung thậm chí tỏ rõ thái độ tính toán thu hắn làm đệ tử. Chỉ cần Đông Hoàng Mục đột phá tới tam thần cảnh, trở thành đại vua,
lập tức sẽ trở thành đệ tử của Thái Dương Thần Cung, đạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Hắn năm nay mới 27 tuổi, phong nhã hào hoa, lớn hơn Diệp Húc gần 2 tuổi, cũng đã tu thành Tam Dương Cảnh Dương Thần Kỳ đỉnh phong, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến giết hại đại vua Tam Thần Cảnh như không có gì. Bởi vậy hắn mặc dù nói ra những lời này, Thái Tử Sơ cũng không dám trở mặt với hắn. Dù sao Đông Hoàng gia cũng chính là thiên đế thế gia, nội tình vô cùng hùng hậu, phía sau lại có ma đạo Đại Cung Thái Dương Thần Cung làm chỗ dựa, bất kể như thế nào cũng không thể đắc tội với hắn được. Nếu ta không cho thì sao? Diệp Húc không chút để ý đến mặt mũi của Đông Hoàng Mục, cười lạnh mà nói. Đông Hoàng Mục sắc mặt khẽ biến, khí thế đột nhiên phát ra, cười lạnh lên tiếng. Như vậy ta chỉ có thể đắc tội với Diệp huynh, tự mình tới lấy mà thôi. Cho nên các ngươi phải chết. Diệp Húc thản nhiên đáp lại. Mau, mau đánh vỡ khối bia đá kia đi. Trong óc ta vẫn còn có người nói ta có tội. Ta, nhanh lên, không là không chống được rồi. Một đại vu tam thần cảnh Quy Tàng Môn đột nhiên phát cuồng, một đầu đập thẳng vào phía trên thiên tuệ bia, lập tức phá nát thiên linh cái. Máu tươi lan lộn ở phía trên tấm bia đá. Nguyên thần của hắn thoát thể mà ra, ra một tiếng nổ tung, tự sát mà chết. Những cường giả khác của Quy Tàng Môn sắc mặt thảm đạm, gần như không thể chống cự nổi áp lực của thiên tội bia, thân hình lắc lư. Đinh phóng ngược lại một tiếng, thả thân dựng lên, bay thẳng tới Liên Hoa Bảo Sơn. Phía sau của hắn đột nhiên hiện ra một cái cửa lớn cao tới mấy trăm trượng, hai phiến cánh cửa đồng màu hồng ầm ầm mở ra. Bên trong chuyển tới vô cùng vô tận dẫn lực, không ngờ làm cho thiên tội bia lay động không ngừng, gần như bị tòa Quy Tàng Thiên Môn này thu đi. Hắn rốt cuộc cũng không kiềm chế được, hướng Diệp Húc ra tay. Diệp Húc tiêu diệt Quy Tàng Môn, hắn đúng là hận ý sâu đậm với Diệp Húc. Thù này sâu như biển, vừa động thủ đã trực tiếp mở ra Quy Tàng Thiên Môn Tam Tướng Chi Bảo. Vù 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 vù. Một tòa núi lớn bị hút bay lên, rơi vào bên trong Quy Tàng Thiên Môn, lập tức bị quấy nát. Quy Tàng Thiên Môn giống như một cái hắc động lớn cắn nuốt vạn vật vậy. Đây là Tam Tướng Chi Bảo của Quy Tàng Môn sao? Quả nhiên không tồi. Quy Tàng, Hoàng Trung Thông Lý, Hậu Đức Tái Vật, Vạn Vật Quy Tàng, Tận Tái Kỳ Trung. Quy Tàng Thiên Môn có thể quy tàng vạn vật, thật đáng tiếc còn không thể thu hồi được thiên tội bia của ta. Diệp Húc đỉnh đầu xuất hiện một tòa 5 tầng Diệu Thiện Hắc Cọc Lâu. Một bàn tay to xuất hiện, chỉ thấy thiên tội bia xoẹt lên một tiếng, bay lên, bay thẳng vào trong ngọc lâu của hắn. Quy Tàng Thiên Môn của ta được xưng là có thể quy tàng vạn vật, giấu vạn vật, thu hết thảy bảo vật thiên hạ. Hôm nay ta chẳng những thu đi thiên tội bia của ngươi, thậm chí ngay cả ngươi ta cũng thu đi. Đinh Phóng lớn tiếng hét lớn. Quy Tàng Thiên Môn hoành không càng lúc càng lớn, giống như một tòa thiên môn, truyền tới lực hấp dẫn cực mạnh. Liên Hoa Bảo Sơn của Diệp Húc khẽ động, không tự chủ được mà lạc về phía Quy Tàng Thiên Môn. Hắn chính là cường giả Tam Tướng Cảnh, lấy tu vi Tam Tướng Cảnh thúc giục Tam Tướng Chi Bảo Quy Tàng Thiên Môn, uy năng mạnh mẽ tột đỉnh, trong chớp mắt đã phá nát mấy trăm dặm núi Lạc Nhạn Sơn. Thậm chí chân núi cũng đã bị rút lên, rơi vào bên trong Quy Tàng Môn, biến mất không thấy đâu nữa. Cái loại thực lực này, loại thủ đoạn này có thể nói là nghe giận cả người. Cường giả Tam Tướng Cảnh ra tay quả nhiên không giống với bình thường. Thậm chí ngay cả Diệp Húc cũng không dừng lại được, không tự chủ được mà bay về phía cửa. Nếu như bị hút vào bên trong cửa, cho dù có là hắn cũng bị cắn nát. Thực lực của Tam Tướng Cảnh thật sự là mạnh mẽ, Tam Thần Cảnh không thể sánh nổi. Diệp Phúc trong lòng dùng mình, cao thủ có thể đột phá Tam Tướng Cảnh gần như là không ai có tư chất kém cả, hết thảy đều là thiên tài hiếm có. Nguyên thần của bọn họ thậm chí vượt qua thiên địa phong thủy, sơn, hỏa, lôi, âm dương kiểu sát. Nguyên thần thuần dương no đủ, cảnh giới ngang nhau, thực lực vượt xa cùng thế hệ. Đám người Thái Tử Sơ nhìn thấy hắn ra tay đều đánh mất tính toán với công Diệp Húc. Đại vu Tam Tướng Cảnh thực sự là thực lực mạnh, gấp trong ngàn lần cao thủ Tam Thần Cảnh. Căn bản không phải Tam Thần Cảnh hay Tam Dương Cảnh có khả năng chống lại. Loại chênh lệch cực lớn này dùng lệch trời để mà hình dung cũng xa xa không đủ. Diệp Húc chỉ là vu sĩ Tam Dương Cảnh, còn chưa được xưng là đại vu, có chênh lệch cực lớn với Đinh Phóng. Huống chi lại có Tam Tướng Chi Bảo Quy Tàng Thiên Môn, mà lấy tu vi của Diệp Húc, cho dù là có Tam Tướng Chi Bảo cũng không có lực mà tế khởi. Loại chênh lệch này căn bản không thể bù lại được. Thậm chí cho dù là Thái Tử Sơ hay Đông Hoàng Mục, Hạ Đông Dương, tự nghĩ nếu như đổi lại là mình chỉ sợ cũng khó khăn mà ngăn cản được. Ầm vang một tiếng, linh kiếu thanh đăng phía sau Diệp Húc đột nhiên bay lên,
đứng bên trong Liên Hoa Bảo Sơn. Quan tài xốc lên một đường, âm phong từng trận thổi bay thanh đăng, lửa đen khôn cùng trào ra hướng về phía Quy Tàng Thiên Môn. Cái này là linh bảo của Tây Hoàng mà ngươi cướp được trong tay Thái Tử Hí, linh cứu thanh đăng sao? Quy Tàng chi thú. Đinh Phóng cười lại một tiếng, giơ tay chụp tới linh cứu thanh đăng. Chỉ thấy tòa Quy Tàng Thiên Môn hùng vĩ phía sau lưng của hắn cũng xuất hiện một bàn tay xâm la to lớn, phạm vi cả dặm. Trong lòng bàn tay xuất hiện một bức vẽ lên sơn Quy Tàng, vô số phủ văn kỳ lạ tổ hợp thành một vòng tròn lớn. Từng lớp vòng tròn chụp lấy nhau, tầng tầng lớp lớp, làm cho người ta cảm thấy trong những vòng tròn phù văn này ẩn chứa đạo lý vô cùng thâm ảo vậy. Bàn tay to này lớn vô cùng, to lớn như mây, không để ý tới hắc hỏa công kích hướng tới linh kiếu thanh đăng và Diệp Húc mà chụp tới. Hắn tính toán một lần bắt lấy Diệp Húc, quan tài đen và cả Liên Hoa Bảo Sơn kéo vào bên trong thiên môn. Đây là thực lực của cường giả tam tướng cảnh pháp tướng kỳ. Bàn tay to này là một bộ phận của pháp tướng Đinh Phóng, đại vua pháp tướng cảnh, đem tam tướng chi bảo luyện hóa thành pháp tướng của mình, phối hợp với nguyên thần. Lực công kích của nó mạnh hơn xa bất luận một đại vua tam thần cảnh nào, cho dù là Thái Tử Sơ, Hạ Đông Dương, Đông Hoàng Mục, cũng không có khả năng có thực lực mạnh mẽ đến như vậy. Đinh Phóng dám diệt Ngũ Độc Giáo, tính toán cướp đoạt Nam Thiên Môn, dám phân một ly canh với loại kiêu hùng như là Thái Tử Sơ này, hắn cũng phải có bản lĩnh. Diệp Thiếu Báo, uy lực của bất diệt chi bảo này người căn bản không thể phát huy ra được một phần ván, vẫn là giao cho ta đi thôi. Đinh Phóng ôm đồm lấy linh kiếu thanh đăng, trong lòng mừng rỡ cười to mà nói, nếu hắn thu đi khẩu bất diệt chi bảo này, cho dù là Quy Tàng Môn bị diệt môn, hắn cũng không để ở trong lòng. Quy Tàng Môn làm sao có giá trị bằng một kiện bất diệt chi bảo được đây? Sao, người nghĩ ta phát huy không được uy lực của linh kiếu thanh đăng này sao? Thật sự là chê cười mà. Diệp Húc cười ha ha, điểm như nói, hôm nay ta liền mở ra linh cữu mai táng ngươi bên trong quan tài này. Linh cữu khai quan, nuốt dưới hắn cho ta. Dầm một tiếng, khẩu quan tài màu đen này đột nhiên bay lên, khí tức khủng bố từ bên trong quan tài truyền ra. Chỉ thấy bên trong xuất hiện một bàn tay to tràn đầy máu. Bàn tay này chỉ có máu thịt xương cốt, không có làn da. Thậm chí ở chỗ khớp xương còn có thể nhìn thấy xương dày đặc. Nó nhẹ nhàng nắm chặt lại, liền bắt lấy bàn tay Quy Tàng của Đinh Phóng, dùng sức xé mạnh một cái. Chỉ thấy Quy Tàng Thiên Môn ầm ầm chấn động, một người khổng lồ cao tới hơn 10 dặm, đầu đội trời, chân đạp đất, bị bàn tay to chỉ có huyết nhục này cứng rắn kéo ra khỏi Quy Tàng Thiên Môn. Người khổng lồ này rõ ràng là pháp tướng của Đinh Phóng, bộ dạng giống Đinh Phóng như đúc vậy, chỉ có điều quanh thân chảy rộng lân văn, có vẻ yêu dị vô cùng. Đây là tồn tại mạnh mẽ do nguyên thần của hắn dưỡng dục ra. Tam tướng cảnh, sở dĩ gọi là tam tướng cảnh, nguyên nhân là ở đây. Pháp tướng của Đinh Phóng bị bàn tay to này kéo vào bên trong quan tài. Bên trong lập tức chuyển tới từng tiếng kêu la thảm thiết và thanh âm nhắm nút vang lên. Bàn tay to kia lại xuất hiện, tính toán bắt cả Đinh Phóng vào Quy Tàng Thiên Môn, khiến cho hắn không thể trốn thoát được. Sau đó lại lui về bên trong quan tài. Tiếng kêu thảm thiết dần dần bình ổn lại, rốt cuộc cũng không thấy đâu nữa. Tình cảnh này làm cho người ta có cảm giác mao cốt trùng thiên. Một đại vua tam tướng cảnh vừa rồi còn quét ngang hết thảy cường giả, cứ như vậy mà u mê mê toi mạng. Thậm chí ngay cả chính mình chết như thế nào cũng không có biết, cơ hội chạy trốn cũng không có. Đói quá đi. Bên trong quan tài truyền tới thanh âm. Đám người Thái Tử Sơ nghẹn họng nhìn chân chối, thần thái nghẹn ra. Tình cảnh này thực sự là quá khủng bố. Dường như bên trong linh cữu cất giấu một thi thể thật lớn, lâu năm thành tinh, mở quan ăn thịt người. Hắn đã ăn sạch hết thảy pháp tướng cùng với thân thể đại vua tam tướng cảnh Đinh Phóng, cả tam tướng chi bảo cũng bị ăn luôn. Khẩu linh cữu thanh đăng này ngay cả Thái Tử Hí cũng vô lực mà tế khởi, chỉ có thể xốc lên cái quan tài thôi. Diệp Thiếu Bảo tu vi không thâm hậu bằng Thái Tử Hí, căn bản là không có khả năng kích thích toàn bộ uy năng của linh cữu này. Thái Tử Sơ ánh mắt chớp động, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chẳng lẽ có tam tướng cánh, thậm chí là tam bất chật cánh của Hoàng Tuyển Ma Tông ra tay, âm thầm tế khởi quan tài này hay sao? Hắn không hổ là thiên tài kiệt xuất, liếc mắt một cái đã nhìn ra được chỗ kỳ quái. Mà Hạ Đông Dương, Đông Hoàng Mục, đám người này cũng chú ý tới chỗ không đúng. Ánh mắt tất cả đều hướng tới khắp nơi tìm kiếm cao thủ ẩn nấp của Hoàng Tuyển Ma Tông.
Nếu có người âm thầm tới khởi quan tài này, khẳng định sẽ dẫn phát ra dao động bất thường, che giấu là không thể được. Đáng tiếc làm cho bọn họ thất vọng chính là, đừng nói tìm được cao thủ ma tông nấp ở chỗ tối, ngay cả một tia pháp lực dao động cũng không thể phát ra được, không phát hiện được. Bọn họ làm sao mà người tới? Người nọ tới khởi linh cứu thanh đăng, căn bản là tránh bên trong quan tài. Hơn nữa, không phải là một cỗ thi thể, mà là Đại Minh Tôn Vương mở miệng là kêu đói. Diệp Phúc một tay nâng quan tài đen lên, giơ quan tài lên cao, đứng lên trên Liên Hoa Bảo Sơn, uy phong lẫm lẫm. Thái tử sơ, chư vị, ta muốn cho các ngươi hoàn toàn hối hận vì đắc tội với ta, hối hận vì hết thảy những gì các ngươi đã làm. Đắc tội ta chỉ có đường chết mà thôi. Hắn đột nhiên dựng thẳng quan tài lên, dựng thẳng bên người, chỉ nghe thấy bù một tiếng, nắp quan tài rơi xuống, lộ ra thế giới màu đen bên trong, căn bản không thể nhìn thấy rõ bên trong quan tài là thi thể của ai. Ta rất đói, Tu La Thiên Quốc, Tử La Thiên Chứng, Chư Ma Chư Thú. Bên trong linh cữu chuyển tới một thanh âm, vừa chậm vừa ồm làm cho người ta phải dựng tóc gáy. Chỉ thấy bàn tay đầy máu kia lại xuất hiện, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá. Sau lưng tấm bia đá là một Tu La Ma Quốc rộng lớn vô cùng. Lòng bàn tay to này không ngờ bưng cả một quốc gia. Chỉ thấy vô số những Tu La màu tím, bộ mặt khô gầy trơ xương từ trong quốc gia ở trong lòng bàn tay xuất hiện, xuyên phá Tu La Ma Quốc. Những bàn tay của Tu La này rậm rạp vô cùng, nhiều không đếm xuể. Trong chớp mắt, phạm vi hơn 10 dặm đều tràn ngập những bàn tay lớn, hình thành một vòng trời màu tím thuần túy từ bàn tay của Tu La tạo thành. Vô số bàn tay lớn hạ xuống, chụp tới đám người Thái Tử Sơ. Tình hình này còn khủng bố hơn vừa nãy. Vô số bàn tay tím chụp tới, gần như trong nháy mắt đã bắt hết thảy đại vu tam thần cảnh của Quy Tàng Môn, cùng với hơn 10 vị đại tướng trong triều do Thái Tử Sơ mang tới, kéo vào bên trong quan tài. Thực lực của Già Lam Minh Tôn có thể thấy lốm đốm. Hạ Tùng Giang vừa mới tới khởi cửu đỉnh, chín khẩu đại đỉnh này lập tức bị các bàn tay Tu La bắt đi. Hắn lập tức thiêu đốt nguyên thần, tính triệu hoán ảo ảnh cửu đỉnh hạ ra chống lại. Không ngờ nguyên thần của hắn vừa tới khởi lập tức bị những bàn tay Tu La này bắt lấy, căn bản không thể thiêu đốt nguyên thần, không khỏi thất kinh kêu lớn: Đông Dương, cứu ta! Hạ Đông Dương không nói được một lời. Đột nhiên cửu đỉnh hợp nhất chấn vỡ một bàn tay Tu La, bày ra thực lực cao hơn người của hắn. Hắn đã cứng ép mở ra một đường máu, cũng không quay đầu lại, bay đi mất. Tùng Giang thúc phố, tiểu chất sẽ báo thủ cho người. Thanh âm của hắn chuyển tới, căn bản không dám chiến một trận với Diệp Húc. Đông Hoàng Mục trong nháy mắt, khi Giả La Minh Tôn phát động Chư Ma Chi Thủ, đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, cực nhanh bắn đi. Hắn đã thấy bản thân mình tuyệt đối không thể cứng rắn ngạnh kháng được với tồn tại thần bí bên trong linh cữu thanh đăng, cho nên tính toán rời khỏi đây ngay lập tức, miễn cho thân vùi vào hiểm cảnh. Thái Tử Sơ vừa sợ vừa giận, hắn tập trung một số lượng lớn cao thủ vì muốn diệt sát Diệp Húc, cướp đi Nam Thiên Môn. Không nghĩ tới Diệp Húc còn chưa tự mình ra tay, những cường giả của hắn mời tới, người chết người chạy trốn, thậm chí ngay cả đại phái như Quy Tàng Môn cũng bị chết toàn bộ, ngay cả đại vua tam thắng cảnh Đinh Phóng cũng chết thảm. Vừa rồi là mấy nghìn người đứng, nhân tài đông đảo, hiện giờ Lạc Nhạn Sơn bị san thành đất bằng, nơi này chỉ có hắn và một lão bộc thân hình lù lù đứng đó mà thôi. Đám khốn kiếp này gặp được nguy hiểm thì bỏ chạy nhanh như thỏ, căn bản không thể trọng dụng. Thái Tử Sơ tế khởi Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân, phá nát từng bàn tay to hạ xuống, chỉ thấy vô số bàn tay to Tu La đột nhiên lui về sau, chỉ còn bàn tay to máu thịt đầm đìa đột nhiên chụp xuống đầu của hắn. Thái Tử Sơ đồng tử co rút nhanh, bàn tay to này chưa đi tới bên người của hắn, dĩ nhiên quấy nhiễu tới vận chuyển của Đô Thiên Thần Sát Đại Trận. Có thể thấy được bàn tay to này chất chứa năng lượng không phải là hắn có thể chống lại. Thiên Nô ở đâu còn không ra tay? Hắn mở miệng quát lớn: Lão Nô ở đây. Lão Nô phía sau Thái Tử Sơ bước lên một bước, hoành thân chắn trước mặt của hắn. Người này thân hình lập tức thẳng ra, một cỗ khí thế, khí tức khủng bố phóng lên trời cao. Nó dường như là một tòa núi to lớn ngầm ở dưới mặt đất đột nhiên trồi lên vậy, trong chớp mắt đã cao mấy vạn trượng, đầu đội trời, chân đạp đất. Đây là một vị cao thủ còn khủng bố hơn Đinh Phóng nhiều lần, nhìn như một lão tươi tớ, nhưng lúc này đây buông ra khí thế lại khủng bố không tưởng tượng nổi. Khí tức thâm hậu giống như một vị bá chủ quân lâm thiên hạ. Người này hẳn là tôi tớ của Tần Hàng ban cho Thái Tử Sơ. Đại Tần Hoàng thất nội tình cực kỳ thâm hậu, sâu không lường được, chính là môn phái lớn nhất đương thời. Tuy nhiên những cao thủ này trước đây tâm cao khí ngạo,
cho dù chết cũng rất ít khi cam tâm tình nguyện làm nô tài cho người khác. Thái tử Sơ có thể có được một lão nô như vậy khiến cho Diệp Húc không thể không cảm thán nội tình của hoàng thất Đại Tần rất mạnh. Thái tử đừng vội kinh hoàng, một thức vô pháp trong quan tài phát ra vừa rồi tên là Đại Minh Tôn Vương Ấn Pháp, chính là vô pháp của hoàng tộc trong hàng cổ ma vực. Nói vậy, bên trong quan tài này mai táng chính là một vị hoàng tộc trong ma vực rồi, tu luyện thành thi yêu. Thực lực của hắn thấp nhất là tam tướng cảnh đỉnh phong, lấy thực lực của lão nô đủ để khắc chế hắn ta. Lão nô này tràn đầy tin tưởng, đột nhiên nâng tay hướng tới Đại Minh Tôn Vương Ấn. Hắn cười dài nói: Điện hạ, quan tài này chính là nơi thi yêu sống, chỉ cần đi vào bên trong quan tài diệt sát thi yêu, lão nô có thể nắm được bất diệt chi báo này ở trong tay rồi. Hắn một tay đánh ra, lập tức phong vân biến sắc, mặt đất chấn động ầm vang, nhanh chóng mở ra một cái rãnh lớn. Trong chớp mắt, một ngọn núi lớn cong cong đột ngột mọc lên từ mặt đất. Thực lực của lão nô này mạnh mẽ vô cùng, bàn tay chụp tới dập nát hư không, hùng mạnh tới mức làm cho mặt đất tách mở ra, trống rỗng xuất hiện một tòa núi lớn. Đại Tần hoàng thất có cao thủ lợi hại như vậy hay sao? Diệp Phúc trong lòng cả kinh, chỉ thấy bàn tay của lão già kia và bàn tay to của Già Lam Minh Tôn chạm nhau, một mảnh hư không tan biến, so với khi Đô Thiên Thần Sát đại trận phát động thì còn khủng bố hơn rất nhiều. Cũng may hắn đứng ở bên cạnh Linh Cữu Thanh Đăng, không có bị cỗ dao động này lan tới. Nếu không chỉ sợ hắn cũng bị phá nát như hư không vậy, bị vu pháp của hai người lan tới. Lã Mộc kia ngăn trở được bàn tay to của Già Lam Minh Tôn, thân hình vừa động lập tức lướt đi trên không trung như một đạo ánh sáng, rơi thẳng vào bên trong quan tài. Lão cười to nói: Thái tử, lão nô liền đánh chết thi yêu trong quan tài, cướp đi cái bất diệt chi bảo này. Sao, không xong rồi? Bên trong quan tài ầm ầm mấy cái, quan tài bình tĩnh trong một lát đột nhiên chấn động kịch liệt. Bên trong chuyển tới từng tiếng nổ mạnh, tiếng kêu sợ hãi của lão nô vang lên bên trong quan tài, thanh âm sợ hãi vô cùng mà nói: Thái tử, đi mau, thi yêu trong quan tài không phải là cao thủ tam tướng cảnh ma tộc như ta tưởng tượng, mà là một đầu huyết thi đã tu luyện tới tam bất diệt cảnh, còn có một xác ướp cổ vạn năm, đều là tam bất diệt cảnh. Lão nô liều chết vật lộn ngăn trở bọn họ một chút, thái tử đi mau, đi mau. Thái tử Sơ ngẩn ngơ, lúc này mới thả người dựng lên, hướng tới phương bắc bay đi như bão táp. Đáng cười, bên trong Linh Cữu không ngờ lại cất giấu hai đầu thi yêu tam bất diệt cảnh. Hắn dùng bàn chân cũng đoán ra được, lão nô kia căn bản không thể ngăn được, rất nhanh sẽ bị hai đầu thi yêu này diệt sát, gặm tới xương cốt cũng không còn lại một cái. Tốc độ của hắn cực nhanh, ngay lập tức đi ra trăm dặm, đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, phía trước dựng thẳng một cái cột buồm, đại buồm rung rung bay phất phới. Sau đó, một tòa liên hoa bảo sơn mềm rũ xuống, che trước mặt của Thái tử Sơ. Diệp Phúc nhìn xung quanh, chỉ thấy nơi đây non xanh nước biếc, chính là nơi có cảnh trí không tồi. Mặt hắn mỉm cười, thanh âm không mang theo chút vui vẻ nào, hạ giọng mà nói: Thái tử điện hạ, nơi này cũng không tồi, không bằng để cho tiểu đệ đem thi thể của điện hạ chôn vùi ở nơi đây, người nghĩ sao? Thái tử Sơ dừng chân, cười ha hả, tiếng cười giống như đang khóc vậy. Diệp thiếu báo, đã không có Linh Cứu Thanh Đăng kia, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của cô ra hay sao? Phía sau hắn, một pho tượng đồng nhân cao tới trăm trượng xuất hiện, tràn ngập ra sát khí tiêu điều. Chỉ thấy cánh đồng xanh dưới chân đồng nhân này đột nhiên trở nên khô vàng, không ngừng lan tràn ra chung quanh. Trong chớp mắt, toàn bộ cây cối hoa cỏ, cả vùng núi này đều lưu linh cả. Không thể phủ nhận, Diệp thiếu bảo ngươi là đối thủ khó chịu nhất của cô ra từ khi sinh ra tới nay. Tư chất của ngươi cũng cao đến dọa người, gần với loại tuyệt thế kỳ tài như Đông Hoàng Mục. Thái tử Sơ cười ha hả nói: Chỉ cần ngươi đồng ý đầu nhập vào làm chỗ cô ra, cô gia có thể không cần Nam Thiên Môn của ngươi, thậm chí còn có thể phái người bảo hộ ngươi. Kho báu của hoàng thất cũng có thể mở ra cho ngươi, tất cả bảo vật sẽ tùy ngươi lấy. Điều kiện không tồi. Diệp Húc mỉm cười nói: Đáng tiếc, ngũ độc giáo chủ Lệ Thượng Dương chết trong tay của ngươi. Hắn chính là một nửa ân sư của ta, ta càng muốn giết ngươi báo thù cho hắn hơn. Chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Thái tử Sơ không chút để ý, lắc lắc đầu cười nói: Người rất cổ hủ, loại con kiến này chết thì chết rồi, căn bản không đáng đau lòng. Ta với người liên kết lại, chỉ trong vòng trăm năm thôi, cô gia liền có thể trở thành tần hoàng. Có cô gia giúp đỡ ngươi, ngươi cũng có thể trở thành tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông, thậm chí trở thành môn phái đầu tiên, môn phái đứng thứ nhất kìa, tồn tại song song với Tam Cung.
Nhưng nếu ngươi muốn đối địch với ta, đó là tạo phản, đó là phản quốc, ngay cả Hoàng Tuyển Ma Tông cũng không thể bảo hộ được ngươi đâu. Thái tử sơ, ngươi ở trong mắt của ta... Diệp Phúc khẽ cười nói, ngay cả con kiến cũng không bằng kìa, ngươi chết đi. Liên Hoa Bảo Sơn kịch liệt rung động, chỉ thấy đám người Viên Thiên Công, Chu Thế Văn và đệ tử Ngũ Độc Giáo không tự chủ được mà bay lên trên không. Tất cả đều rơi vào bên trong ngọc lơ của Diệp Phúc. Diệp Phúc dựng thân bay lên, Bảo Sơn hướng tới Thái tử sơ ầm ầm mà rơi xuống. Gian ngoan mất linh. Thái tử sơ trong lòng sát niệm bùng cháy, đang định thúc giục Đô Thiên Thần Sát đại trận, đột nhiên nghẹn họng nhìn chân chối và trong hư không đang vặn vẹo, một pho tượng đồng nhân từ trong hư không đi tới. Ngươi là đệ tử hoàng tộc ta. Hắn hoàn toàn dại ra, hắn từ trước tiến nay vốn đa mưu túc trí, thế nhưng lúc này đại não cũng đã trống rỗng. Diệp Húc làm cho hắn dại ra một chút, thực lực tới cảnh giới như bọn họ rồi, chỉ sơ sẩy một chút thôi, đều có ý nghĩa là tiên cơ, ý nghĩa là tượng phong. Thái tử sơ thực lực tuyệt đối, còn trên cả Thái tử Hỷ, cho dù là Vinh Lâm cũng không dám nói có thể thắng được hắn, nhiều nhất chỉ là ngang tay, 8 lạng nửa cân mà thôi. Diệp Phúc tự nghĩ hiện tại thực lực của mình chỉ sợ còn cách Vinh Lâm một khoảng nữa. Bởi vậy hắn mới lớn tiếng dọa người, một hơi thiêu đốt 7 đại nguyên thần do mình cất chứa. Đầu tiên triệu tập ra Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân. Lấy tu vi hiện giờ của Diệp Phúc, triệu tập ra Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân đích xác là có thể triệu tập ra đủ 12 ảo ảnh đồng nhân tới. Tuy nhiên hao tổn rất nhiều tu vi. Đại chiến với Thái tử sơ, nếu như tu vi không đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, cho nên không thể qua loa chút nào. Nhưng hắn tiêu đốt 4 đại nguyên thần đủ để triệu tập ảo ảnh của hết thảy 12 đồng nhân tới đây. Nhưng liên tục trong thời gian dài, hơn nữa không cần phải hao phí tu vi bản thân thì phải dùng nhiều hơn. Giao thủ với cường giả như Thái tử sơ này, bảo tồn tu vi bản thân cũng là vô cùng trọng yếu. Nếu tự mình đem tu vi tiêu hao hết, khẳng định không thể chiến thắng được kiêu hùng này. Hắn chiếm tiên cơ trước, thúc giục Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận, chỉ thấy ảo ảnh đồng nhân vây quanh Thái tử sơ, trận pháp triển khai gần như anh phá nơi Thái tử sơ đứng thành một đống hỗn độn. Cùng lúc đấy, Diệp Húc tâm niệm hơi động, chỉ thấy Liên Hoa Bảo Sơn dưới chân từ trên không rơi xuống, hung hăng đè lên trận pháp. Hắn biết tu vi của Thái tử sơ mạnh mẽ vô cùng, dựa vào ảo ảnh 12 đồng nhân tạo thành Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát trận cũng không có khả năng chấn tử Thái tử sơ. Lúc này tế khởi Liên Hoa Bảo Sơn như vu bảo áp chế xuống. Tòa Liên Hoa Bảo Sơn này chính là do thân thể của Vệ Đạt biến thành. Yêu liên mạnh mẽ vô cùng, nặng nề vô cùng. Nó từ trên không chấn áp xuống, chỉ thấy những đỉnh núi chung quanh phiến thung lũng này bị khí tức của yêu liên ép cho kêu lên ầm ầm, chìm sâu vào trong nền đất. Trong chớp mắt, nguyên một nơi thắng địa non xanh nước biếc liền biến đổi vô cùng. Mặt đất bị chìm xuống hàng trăm mét, biến thành một cái hố lớn rộng hơn 10 dặm. Bên trong hố lớn chỉ có vị trí của Thái tử sơ là còn nguyên trạng, không bị chìm xuống. Nó giống như một trụ đá cô linh cao hàng trăm mét đứng sừng sững trong hồ nước cạn vậy. Thực lực mạnh mẽ tới trình độ như của Diệp Húc, lực lượng mạnh đủ để thay trời đổi đất, trong lòng cực kỳ bi ai. Đó là mây đen dày đặc, thương thiên khóc lóc, trong lòng vui mừng, đó là lửa rực trời cao, trời quang ngàn dặm. Diệp Húc còn không có đạt tới cảnh giới càng thêm khủng bố kia. Nghe đồn có chút ma đạo đại vu giận dữ, phạm vi ngàn dặm, trời giáng mưa máu, máu chảy thành lũ, mạnh mẽ tới tột đỉnh. Dầm một tiếng, sau lưng Diệp Húc đột nhiên hiện ra một gốc cây nguyên thần ngọc thụ. Vô số cành lá bay múa trên không trung, phía trên ngọc thụ lộ ra 12 vòng mặt trời chói chang, tràn ngập khí tức trầm trọng. Di La Thiên Địa Tháp đột nhiên xuất hiện, dừng ở trong tay của hắn. Tòa bảo tháp 9 tầng này hấp thu tức nhưỡng, trở nên vô cùng nặng nề và vững chãi. Lấy thực lực của hắn hiện giờ còn chưa thể tới khởi được. Hắn nhìn thẳng vào cột đá phía trong Đô Thiên Thần Sát đại trận, chuẩn bị giáng cho Thái tử sơ một đòn chí mạng. Phía trên cột đá kia, bên trong Đô Thiên Thần Sát đại trận, Liên Hoa Bảo Sơn thủy chung không có hạ xuống, dường như lọt vào một cỗ lực lượng mạnh mẽ nâng yêu lên. Mà Đô Thiên Thần Sát đại trận của Diệp Phúc nhìn như mãnh liệt, có thể đốt cháy tất cả thành hư vô hỗn độn, nhưng tại trung tâm đại trận lại là một địa phương bình yên như không, vẫn không thay đổi bộ dạng. Diệp Phúc hướng trung tâm trận pháp nhìn lại, chỉ thấy quanh thân Thái tử sơ có 12 đồng nhân bảo hộ. Lúc này hắn đã từ khiếp sợ trong lòng mà tỉnh táo trở lại. Một tòa 8 tầng cao hư hoan hỉ huyền hoàng lâu đột nhiên xuất hiện. Trong lâu bay ra một đầu nguyên thần yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, phân ra chui vào bên trong 12 đồng nhân. 12 tôn đồng nhân này chính là tam tướng chi bảo. Thái tử sơ thân là đại tần thái tử,
có của cải nhiều không thể tính hết được. Không biết bao nhiêu cao thủ đồng ý bán mạng vì hắn, đưa hắn đô thiên thập nhị đồng nhân hết thảy tế luyện thành tam tướng chi bảo. Đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì cả. Tuy nhiên, lấy tu vi của Thái Tử Sơ không thể thúc giục được đô thiên thập nhị đồng nhân này. Hắn tế khởi 12 nguyên thần thần sát dung nhập vào bên trong đồng nhân, lập tức thúc giục được ra vài phần uy lực của 12 đồng nhân. Chỉ nghe thấy rầm rầm mấy tiếng, Liên Hoa Bảo Sơn bị khí lãng mênh mông hất lên trên, 12 ảo ảnh đồng nhân của Diệp Húc bị bức lui cả. Thái Tử Sơ thực sự quá mạnh mẽ rồi, không chút kém so với đại vu tam tướng cảnh, so với môn chủ Đinh Phóng của Quy Tàng Môn cũng không kém là bao nhiêu. Diệp Húc trong lòng hơi chút sợ hãi, cho dù là trong Bàn Hoàng Lăng từ đầu tới cuối hắn đều không xuất toàn lực, hiện giờ người này rốt cuộc cũng đưa ra hết quân bài tẩy của mình, không ngờ lại mạnh mẽ đến như vậy. Không nghĩ tới mà Diệp thiếu bảo người cũng là người trong hoàng thất ta, chẳng lẽ là con tư sinh của phụ hoàng hay sao? Thái Tử Sơ cười ha hả nói, bức mở ảo ảnh đồng nhân của Diệp Phúc ra, phía sau hắn hiện lên nguyên thần của mình, chính là một lục rực bào hao thân người mặt chim. Cánh của nó cực lớn, cánh dài vô cùng, hai mắt như hai phiến hồ nước màu lam, lộ ra ý khát máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phúc, tiếng cười giống như một con bào hao vậy, chói tai đến cực điểm. Khó trách khi cô ra ở Bàn Hoàng cảm giác được khí tức của đô thiên thập nhị đồng nhân, khó trách ngươi một lòng đối nghịch với cô ra, không muốn liên kết cùng với cô ra, cùng hưởng vinh hoa phú quý. Hóa ra ngươi là anh em ruột của ta, ngươi cũng muốn nhúng chàm ngôi vị hoàng đế sao? Hay, thật sự là rất hay mà. Thái Tử Sơ liếm liếm môi, gương mặt có chút vặn vẹo, âm trầm mà nói, phụ hoàng âm thầm bồi dưỡng ngươi, chẳng lẽ muốn hạn chế quyền lực của cô ra sao? Lão già này hay còn muốn lập thái tử khác đây? Đáng tiếc ngươi ẩn nấp đủ sâu nhưng vẫn bị cô ra phát hiện. Hoàng tử chết ở trong tay cô ra nhiều đếm không xuể, cũng không có ai dám nhúng chàm ngôi vị thái tử của ta đâu. Đại khái phụ hoàng không truyền cho ngươi đô thiên thập nhị thần sát chân chính sao? Từng pho tượng đồng nhân cấp tốc thu nhỏ lại, xâm nhập vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho thực lực của hắn liên tiếp tăng vọt, trong nháy mắt đã vượt qua không biết bao nhiêu lần. Cô ra hiện tại cho ngươi xem đô thiên thần sát chân chính là như thế nào. Thân hình của hắn đột nhiên bành trướng, sau khi cất chứa 12 đồng nhân, 12 pho tượng tam tướng chi bảo, thân hình của hắn không ngờ cao tới hơn 10 trượng, cơ thể kết cấu dữ tội, tràn ngập màu đồng thau sáng bóng, giống như một pho tượng đồng nhân. Mỗi lần hắn giơ tay nhấc chân là vang lên những tiếng lăng keng có lực như sắt thép va chạm vào nhau vậy. Đây là đô thiên thần sát chân chính, đem 12 đồng nhân dung nhập vào bên trong thân thể, mạnh mẽ vô cùng, giơ tay nhấc chân là có được lực lượng to lớn như đô thiên thần sát đại trận. Một quyền đánh ra, hư không tan biến, hóa thành hỗn độn hư vô. Lúc trước, Thủy Hoàng Đế dựa vào loại lực lượng mạnh mẽ dị thường này mà quét ngang đương thời, không có địch thủ. Nếu không có bị Hoàng Tuyển Ma Tông, hạng tông chủ thu đi một lũ tinh hồn, làm cho thời trắng niên của hắn trôi qua, hắn đã sớm trở thành vua hoàng, thống nhất thiên hạ. Diệp Húc tâm niệm hơi động, chỉ thấy mặt đất hơi động, một cây cột đá thật lớn mọc ra từ mặt đất ngay ở dưới chân của hắn. Hắn đứng xa xa đối lập với Thái Tử Sơ, thu hồi lại ảo ảnh đô thiên thập nhị đồng nhân, dựng đứng phía sau hắn, mỉm cười mà nói, Thái Tử Điện Hạ, ngươi đừng có hiểu lầm, ta không phải họ Triệu, cũng không phải là con tư sinh của Tần Hoàng, và đương nhiên ngươi cũng không phải họ Triệu. Hắn cười tới mức rất vui vẻ, khô cằn mà nói, ngươi là tạp chúng, cha ngươi cũng là tạp chúng, chúng ta đều không phải họ Triệu. Thái Tử Sơ tức giận tới khói bốc lên trên mặt, lỗ mũi bốc khói. Tuy rằng hắn tu vi cực cao, nhưng luận mắng chửi người, 100 hắn cũng không bằng được Diệp Húc. Lúc này không nói được một lời, thả người dựng lên, một quyền oanh ra, chỉ thấy nắm tay của hắn đánh tới nơi nào, hư không tan nát, hư không bị một loại lực lượng hỗn thành hỗn độn, dòng khí hướng thẳng tới Diệp Húc, hóa thành một nắm tay thật lớn, hủy diệt hết thảy. Lúc này thân thể của hắn dung nhập với đô thiên thập nhị đồng nhân, lại có 12 nguyên thần thúc dục đô thiên thần sát, thực lực của hắn tuyệt đối có thể dẹp ngang tam tướng cảnh cường giả như Đinh Phóng. Hắn gần như có uy lực của pháp tướng bởi Đinh Phóng thả ra. Nắm tay của hắn chưa đủ, chưa đi tới bên cạnh của Diệp Húc, dòng khí đã làm cho cột đá dưới chân Diệp Húc tan rã, khủng bố tới cực điểm. Trong số các cao thủ trẻ tuổi mà Diệp Húc gặp từ trước tới nay, Thái Tử Sơn là kình địch hắn chưa từng gặp. Thực lực của hắn tuyệt đối có thể lấy tam thần cảnh khiêu chiến tam tướng cảnh. Diệp Húc đồng tử co rút lại, một quyền này của Thái Tử Sơ tuyệt đối
có thể đem thân thể của hắn oanh tới dập nát. Cái gì mà nguyên thần chi bảo, cái gì mà kiểu chuyển kim thân đều không thể ngăn cản được. Nguyên thần thiêu đốt hết thảy hiến tế. Diệp Phúc đột nhiên lại thiêu đốt ba nguyên thần còn lại. Hắn cực cực khổ khổ kiếm được 7 nguyên thần, hết thảy bị thiêu đốt hết trong một lần. Chỉ thấy ảo ảnh đôi thiên thập nhị đồng nhân phía sau lưng của hắn càng ngày càng đậm, càng ngày càng rõ ràng, tràn ngập lực lượng. Hạ gia cửu đính 12 đồng nhân đôi thiên thần sát thêm vào thân thế. Từng đại đỉnh xuất hiện, đột nhiên từng ảo ảnh pho tượng đồng nhân phi thân rơi vào bên trong đỉnh. Đại đỉnh này bị hắn dùng 9 đại thần sát trong 12 thần sát, thêm nữa là đệ nhất thần sát kim tinh đồng tử, đệ nhất thần sát liên hoa bảo sơn cùng 11 thần sát nữa. Dầm 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 dầm. Những đại đỉnh này đều đánh tới Diệp Húc, dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, kiều đỉnh cũng bị hắn biến thành 9 đại thần sát cộng với đệ nhất thần sát liên hoa bảo sơn dung nhập vào quanh thân, khiến cho lực lượng của Diệp Húc điên cuồng mà tăng trưởng. Dĩ là thiên địa tháp ngọc thụ nguyên thần thêm vào thân thể, bù lại cho một thần sát cuối cùng. Nguyên thần ngọc thụ phía sau Diệp Húc đột nhiên rơi vào bên trong Di La Thiên Địa Tháp, thúc dục tòa bảo tháp 9 tầng này dung nhập vào bên trong thân thể của hắn. Lập tức đô thiên thần sát của Diệp Húc đã viên mãn, khiến cho lực lượng của hắn lại bạo tăng. Thái tử sơ, đô thiên thần sát của ta mới là chân truyền kìa. Thân hình Diệp Húc không ngừng bành trướng như Thái tử sơ, mà vẫn như ban đầu không chút biến hóa. Hắn đồng thời cũng oanh ra một quyền, nắm tay của hắn so với nắm tay của Thái tử sơ thì bé nhỏ tới đáng thương. Nhưng thân thể của hắn không bành trướng, lực lượng ngược lại lại cô đọng lại, bù lại tu vi không đủ. Một quyền đánh ra, hư không cũng bị dập nát, hóa thành hư vô. Có chứa nhiều vu bảo, đôi thiên thập nhị thần sát thêm vào, lực lượng của hắn cực mạnh, so với Thái tử sơ cũng không kém. Nắm tay của hai người va chạm, chỉ thấy không trung lập tức xuất hiện một cái hắc cầu phạm vi vài dặm. Nó giống như một cái hắc động trên không trung bay ra xa xa. Quả cầu màu đen không phải tuôn ra một đoàn ánh sáng chói lọi. Đây là hai người công kích vào nhau. Vù. Một quan tài đen màu đen bay tới, cửa mở ra, lộ ra ánh mắt đỏ rực nhìn theo quả cầu màu đen kia. Già La Minh Tôn chui đầu ra khỏi quan tài, nhìn coi trận chiến đấu giữa Diệp Húc và Thái tử sơ, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chỉ thấy hai người này chiến đấu, thực lực đã vượt xa cảnh giới của bọn họ. Mỗi một quyền của bọn họ đều mang theo uy lực độc đáo của đô thiên thập nhị thần sát, làm cho hư không dập nát, hóa thành hỗn độn hư vô. Thực lực của Diệp lão đệ, nếu bài trừ đủ loại vũ bảo thêm vào, chỉ sợ còn mạnh hơn cả tên khốn kiếp Ma Hoàng khi đồng cảnh giới. Chẳng lẽ tương lai hắn cũng có cơ hội vấn đỉnh Vu Hoàng hay sao? Già La Minh Tôn tròn xoay mắt mà nhìn thầm nghĩ. Tuy nhiên, theo lý mà nói, hắn chỉ có ngọc lâu 5 tầng, tu vi chỉ có thể dừng lại ở tam dương cảnh. Nếu không có tâm pháp sau rất khó đột phá tam thần cảnh, cho dù là có đột phá, thành tựu cũng không lớn. Đáng tiếc. Ngoài ra tiểu tử kia khi bài trừ vũ bảo thêm vào cũng không kém. Hai cái người này có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Diệp Húc và Thái tử sơ trên thực tế cũng không mạnh mẽ như những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Hai người dựa vào đô thiên thần sát thêm vào, làm cho lực lượng tăng trưởng thêm mấy chục lần, gần như có uy thế của cao thủ tam tướng cảnh. Đô thiên thần sát cực kỳ cương mãnh bá đạo. Thủy Hoàng Đế là dựa vào cấm pháp này để xưng hùng một đời. Thậm chí ngay cả tông chủ đời trước của Hoàng Tuyền Ma Tông cũng thua trên tay của hắn. Tuy nhiên, đem đô thiên thập nhị thần sát dung nhập vào trong thân thể, thúc giục thần sát đại trận, thủ đoạn này cũng không thể kéo dài được. Diệp Húc và Thái tử sơ mượn lực lượng thần sát đại trận của mình, đem đại trận dung nhập vào thân thể, một quyền đánh ra hư không tan nát. Nếu thời gian dài thúc giục thần sát đại trận, đối với thân thể bọn họ mà nói có gánh nặng rất lớn, hại người hại mình. Nếu bọn họ không khống chế được đại trận thần sát bên trong cơ thể, thân thể sẽ bị chấn nát, hóa thành hỗn độn, không còn khả năng sống sót. Diệp thiếu bảo, cô gia muốn cho ngươi phải hối hận vì đã cự tuyệt điều kiện của cô gia. Thái tử sơ đột nhiên tách ra khỏi Diệp Húc, đứng ở giữa không trung. Nguyên thần bào hào ở sau lưng của hắn chấp động 6 cánh. Một cỗ tinh khí hướng lên tận trời, lệ khiếu mà nói. Đô thiên thập nhị đồng nhân, giáng lâm. Ầm vang một tiếng, hư không run run, từng ảo ảnh pho tượng đồng nhân một phá không mà tới. Lúc này hắn đánh mãi không thắng được Diệp Húc, biết quan tài kia bất cứ lúc nào cũng có khả năng đuổi tới. Hắn lập tức triệu hồi ảo ảnh đại tần chấn quốc chi bảo đô thiên thập nhị đồng nhân tới trợ giúp. Tu vi nguyên thần của hắn mạnh mẽ hơn xa Diệp Húc, nhưng Diệp Húc thiêu đốt nguyên thần
triệu tập ra ảo ảnh 12 đồng nhân, mà hắn cũng dựa vào nguyên thần của mình cứng rắn triệu tập ảo ảnh 12 đồng nhân tới đây. Chuyện này với hắn mà nói là cố hết sức, cần hao tổn đại lượng tu vi. Tuy nhiên Diệp Húc cũng là kỳ phùng địch thủ với hắn, đánh lâu khó hạ. Hắn không tiếc liều mạng, hao tổn tu vi, cũng muốn phải giết chết Diệp Húc. Diệp thiếu bảo, người đại khái không dự đoán được ta còn chiêu thức này hay sao? Hợp nhất thần sát. Thái tử Sơ cười ha hả, từng ảo ảnh đồng nhân đi vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn càng ngày càng trướng lên, rõ ràng là vượt qua cả Diệp Húc. Mà vào lúc này, Diệp Húc cảm thấy lực lượng bản thân chậm rãi tiêu hao, trong lòng không khỏi cả kinh. Không tốt rồi, bảy đại nguyên thần của ta sắp sửa thiêu đốt gần như không còn, chỉ sợ ảo ảnh 12 đồng nhân rất nhanh liền sẽ biến mất thôi. Thái tử Sơ cũng cảm giác được khí thế của hắn chậm rãi suy yếu. Hơi hơi suy tư, lập tức biết nguyên nhân, trong lòng mừng rỡ, cười dài mà nói. Diệp thiếu bảo, so tiêu hao xuống, cô ra muốn nhìn xem, người như thế nào ngăn cản được ta đây? Thần sát tan biến, vô pháp vô thiên. Một quyền của hắn oanh ra, quyền phong mênh mông, đáng đáng, xoẹt một tiếng, không gian phía trước bị dập nát, hóa thành một dòng khí hỗn độn, thẳng tới Diệp Húc. Uy lực còn mạnh hơn cả vừa nãy. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, đang muốn đón đỡ, đột nhiên một lũ tinh hồn của Thủy Hoàng Đế bên trong kim bài ngọc lâu của hắn nhảy ra, cao giọng mà nói. Tiểu tử thối, ta truyền thụ cho ngươi Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát chính tông, tiểu tạp chủng kia chỉ luyện bản không trọn vẹn, làm sao phải đối thủ của ngươi được. Ngươi hiện tại lập tức thúc giục Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát ta dạy cho ngươi, tán đi tất cả ảo ảnh đồng nhân, chỉ triệu tập một cái thôi. À, hình như ngay cả một pho tượng đồng nhân ngươi cũng không thể triệu tập ra được. Vậy thôi, ngươi triệu tập một đầu ngón tay cũng được rồi. Diệp Húc trong lòng kẽ động, vội vàng tán đi tất cả ảo ảnh đồng nhân, lập tức cảm thấy cơ thể hư không một trận, đây là di chứng của tán đi lực lượng. Hắn lập tức thúc giục thiêu đốt toàn bộ nguyên thần còn lại, thậm chí ngay cả ngọc thụ phía sau lưng của hắn lăng không vũ động. Một cỗ tinh khí nhảy vào hư không, liều mạng hao tổn tu vi, cố gắng triệu tập một ngón tay của pho tượng đồng nhân. Đột nhiên phía sau hắn hư không chấn động, không gian vỡ ra, một ngón tay màu vàng chói mắt oanh phá hư không. Ngón tay này dài vài dặm, hoa văn trên ngón tay có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như một cái trụ đồng thật lớn, khổng lồ vô cùng, từ trong hư không mà tới. Cả ngón tay như được đúc bằng đồng thau, có thể thấy được nó được xây dựng bằng vô số những phù văn cực kỳ phức tạp mà thành, trong đó chất chứa không biết bao nhiêu tài liệu cùng những vất vả, biết bao nhiêu nghị lực mới có thể rèn ra được tinh mỹ như vậy, kinh diễm như thế. Trình độ phức tạp của nó gần với cấm bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông Luân Hồi Tiên Bàn mà Diệp Húc đã từng nhìn thấy qua. Đây chính là một ngón tay của đồng nhân thật sự, không phải là ảo ảnh, mà là Diệp Húc vận chuyển Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát chân chính, đưa một ngón tay của đồng nhân từ thủ đô Đại Tần triệu tập lại nơi này. Trong ngón tay này ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ như cấm bảo, tuy rằng chỉ có một chút lực lượng mỏng manh, nhưng lực lượng này lại mạnh mẽ tới tột đỉnh, mạnh tới thái quá. Già Lam Minh Tôn đang tính ra tay thay Diệp Húc tiếp một kích này, nhân tiện ăn luôn Thái Tử Sơ, nhưng khi nhìn thấy ngón tay đồng thau đánh úp lại, không khỏi giật mình kinh hãi, vội vàng đánh mất ý niệm này ở trong đầu. Sao? Khí tức này giống như một đầu ngón tay của một kiện cấm bảo vậy. Trong lòng hắn không ngừng khiếp sợ, Diệp Húc triệu tập ra ngón tay này, thực là hắn không thể ngờ được. Không tồi, thế này là được rồi, chỉ cần tu vi của ngươi đủ, tương lai thậm chí có thể đem 12 pho tượng đồng nhân của ta luyện chế lại, hết thảy triệu tập tới đây. Ngay cả tên hoàng đế giả mạo kia cũng không ngăn cản được ngươi đâu. Thì hoàng đế cười ha ha, hung tợn nói. Điểm chết hắn, cho một ngón tay của ta điểm chết hắn ta đi. Ta muốn rút ra hồn phách của hắn, lục soát trí nhớ của hắn, nhìn xem ai chiếm lấy hoàng triều của ta. Diệp Húc thúc giục ngón tay đồng nhân ầm ầm đón nhận nắm đấm của Thái tử Sơ, nhẹ nhàng một chút, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, một chiêu thần sát phá diệt, vô pháp vô thiên của Thái tử Sơ bị đánh nát. Pang pang pang. Những đồng nhân trong cơ thể Thái tử Sơ không ngờ bị một chỉ này đẩy ra khỏi cơ thể của hắn. Đồng nhân trên người tràn ngập những vết rách, thậm chí ngay cả ảo ảnh đồng nhân do hắn cực khổ triệu tập tới cũng bị chấn vỡ hết thảy, không còn chút gì. Thái tử Sơ miệng hộc máu, quay cuồng bắn ra xa, đụng thẳng xuống mặt đất, không thể. Đây là lực lượng của cấm bảo, chỉ là một tia lực lượng rất nhỏ, liền làm cho cao thủ như Thái tử Sơ bị đánh cho hộc máu, chấn ra Đô Thiên Thập Nhị đồng nhân, làm cho hắn hiện nguyên hình. Hóa ra đây mới là Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ, lập tức cảm thấy hoảng sợ. Một ngón tay này chất chứa lực lượng vô cùng, một chỉ ra liền đánh tan Thái tử Sơ, gần như làm cho hắn chết đi.
nếu đổi lại là toàn bộ bản thể đồng nhân tới thì sẽ khủng bố như thế nào đây? 12 đồng nhân tề tụ xây dựng thành đô thiên thần sát đại trận thì sao đây? Thật sự là một tình cảnh hủy thiên diệt địa. Tình cảnh này Diệp Phúc không dám tưởng tượng. 12 đồng nhân còn không phải là cấm bào đầy đủ, uy lực đã mạnh mẽ như thế rồi, quả thực không nên xuất hiện ở nhân gian này. Mà Vu Hoàng rèn ra cấm bào, thực lực sẽ hùng mạnh tới bậc nào đây? Cảnh giới Vu Hoàng, lực lượng mạnh mẽ làm cho người ta không thể tưởng tượng. Diệp Phúc đột nhiên cảm giác được nguyên thần của mình suy thoái đi nhanh chóng, trong lòng cả kinh, vội vàng đình chỉ triệu tập, chỉ thấy đầu ngón tay kia chậm rãi lui về hư không, biến mất không thấy. Hắn chỉ cảm thấy thân thể suy yếu đi, đây là thật sự suy yếu. Hắn vận dụng nguyên thần của mình triệu tập đồng nhân, tiêu hao kinh người, không tới một giây đã gần như hút sạch nguyên thần của hắn. Không có khả năng. Thái tử Sơ lắc lắc đầu đứng lên, lau đi vết máu nơi khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Diệp Phúc, khàn khàn cổ họng, giận dữ mà hét: "Không có khả năng, ngay cả ta cũng không thể triệu tập ra được bản thể đồng nhân, ngươi làm sao lại có thực lực này? Chẳng lẽ Phụ Hoàng thực sự bất công, truyền thụ cho ngươi đô thiên thập nhị thần sát đầy đủ hay sao?" Thái tử Sơ, ta sớm nói qua rồi, ta tu luyện chính là đô thiên thập nhị thần sát chính tông. Diệp Phúc đi một bước hướng tới hắn. Lúc này Thái tử Sơ bị đồng nhân điểm cho một cái đã bị thương nặng, nguyên thần của hắn bị hao tổn. Hắn cực cực khổ khổ luyện chế đô thiên thập nhị đồng nhân, cũng bị đánh cho gần như vỡ vụn, bị thương nặng như vậy không còn bao nhiêu sức phản kháng. Tuy nhiên đô thiên thập nhị thần sát của ta không phải là của cha ngươi truyền lại, mà là thủy hoàng đế truyền lại cho ta kìa. Thái tử Sơ cười ha ha, hung tợn nói: thối lắm, ngươi có biết không, tổ tiên ta đã qua đời ngàn năm, làm sao truyền thụ cho ngươi được? Diệp Phúc bất đắc dĩ mà nói: sự thật chính là như vậy. Thái sư huynh, ngươi còn lời chăn chối gì không? Thái tử Sơ sắc mặt cái biến, ngạo nghễ nói: Diệp thiếu báo, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, nếu chân chính giao thủ mà nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta thừa nhận, nếu vứt bỏ hết thảy vu báo, thực lực của ta không phải đối thủ của ngươi. Tuy nhiên... Diệp Phúc khóe miệng lộ ra ý cười, hắn cười nói: ta thắng, còn ngươi thua. Ta có thể triệu tập ra một ngón tay của đồng nhân, đây chính là một loại thực lực của ta, ngươi không thể phủ nhận. Thái tử Sơ trầm mặc một lát, cười ha hả nói: kỳ thực hai người chúng ta rất tương tự, ngươi với ta là một loại người, nếu ta với ngươi liên kết lại, ta ở triều đình, ngươi ở giang hồ, nhất định là quần anh tụ hội, không đâu địch nổi, tương lai sẽ thống nhất thế giới Vu Hoàng, thành tựu sát nghiệp thiên thu. Diệp Phúc suy tư một lát, lắc lắc đầu cười nói: người thật sự không phải cùng một loại người với ta. Ta có bằng hữu, người không có. Hôm nay mặc dù nói như thế nào đi chăng nữa, người cũng không tránh khỏi cái chết đâu. Hắn đánh ra một chảo, cứng rắn lôi thần hồn bên trong tử phủ ở mi tâm của Thái tử Sơ. Diệp Phúc ngửa đầu nhìn bầu trời cười ha hả, khóe mắt chảy xuống hai hàng lệ thanh. Lệ giáo chủ, đệ tử mai táng mấy ngàn cao thủ quy tàng môn, mười mấy đại tần tướng quân, còn một đại vu tam tướng cảnh, lại lấy đại tần thái tử đưa tang cho lão nhân ra ngài, ngài cảm thấy tang lễ này có nặng hay không? Đệ tử vì ngài mà báo thù, nhất định ngài ở trên trời có linh sẽ rất vui mừng. Ngài nếu cảm thấy không đủ, đệ tử liền giết tiếp, giết tới khi nào ngài vừa lòng mới thôi. Thái tử Sơ ngã vật xuống, thi thể gục ở trong bụi bặm. Tiểu tử thối, mau mau cướp đoạt trí nhớ bên trong thần hồn của hắn ta, ta muốn xem là người nào trộm đi đế quốc của ta kìa. Thủy hoàng đế ở trong kim bài gấp tới độ đi tới đi lui, cao giọng mà quát. Bang một tiếng, thần hồn của Thái tử Sơ trong tay Diệp Phúc bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất không thấy đâu nữa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe truyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.